Thưa quý vị, vào chiều ngày 3 tháng 6, dữ liệu vệ tinh quân sự bất thường đăng tải hình ảnh cho thấy Trung Quốc sẽ có cuộc tập trận bất thường ở Biển Đông gần đảo Hải Nam từ ngày 4 tới ngày 10 tháng 7. Một bức ảnh khác cho thấy có tổng cộng 23 tàu Trung Quốc vào 8 giờ 32 phút sáng ngày 4 tháng 7 năm 2024 ở bãi cạn Panganiban và bãi cạn Ayungin. Một bức ảnh vệ tinh khác cũng cho thấy con tàu USS Roosevelt của Mỹ cũng đã quay trở lại Biển Đông qua kênh đảo Ba Sĩ vào ngày 3 tháng 7. Cùng ngày, nhóm tác chiến tàu sân bay này cũng đã tiến vào Biển Đông qua eo biển Luzon. Nhóm tác chiến tàu sân bay Roosevelt sẽ hoạt động gần nhóm tàu sân bay Sơn Đông CV-17 của Hải quân Trung Quốc. Trước đó là cuộc tập trận 2 năm một lần với tên gọi Dream Park 2024 đang diễn ra gần Hawaii, là cuộc tập trận hàng hải quốc tế lớn nhất thế giới. Có 40 tàu và tàu ngầm, 170 máy bay, 20.000 quân nhân từ 20 quốc gia. Trong năm nay, các nước châu Âu như Pháp, Đức và Tây Ban Nha cũng tích cực tham gia sự kiện này, đã gửi máy bay của họ đến đây. Berlin cũng được đại diện bởi một khinh hạm trong chuyến đi vòng quanh thế giới. Tàu ngầm Lee Bom-seop của Hải quân Hàn Quốc đang tiến vào Trân Châu Cảng để tham gia cuộc tập trận Dream Park 2024. Nhìn trên bản đồ, chúng ta sẽ thấy khu vực tập trận có thể được quan sát từ đảo Hải Nam Trung Quốc, cho nên dễ dàng lý giải việc Trung Quốc phải tập trận gấp như thế từ hòn đảo này. Lần đầu tiên ra mắt tên lửa SM-6 XAIM-174B phóng từ trên không trong một chiếc Super Hornet tại cuộc tập trận Dream Park 2024. Đây sẽ là một tên lửa không đối không tầm xa. Nó cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất và đóng vai trò như một tên lửa chống hạm. Tốc độ tối đa là Mach 3.5. Nếu sắp xếp theo dữ liệu thời gian, chúng ta sẽ thấy cuộc tập trận Dream Park 2024 đã diễn ra ngay trước mũi của Trung Quốc. Đây là một lời nhắc khéo tới Trung Quốc nếu họ manh động ở Biển Đông. Hẳn quý vị còn nhớ, cuộc tấn công Trân Châu Cảng là một sự kiện quan trọng trong lịch sử thế giới, diễn ra vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Khi đó, Trân Châu Cảng là một căn cứ hải quân của Hoa Kỳ nằm trên đảo Oahu, Hawaii. Trước Thế chiến II, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản đã gia tăng do sự mở rộng quân sự của Nhật Bản ở châu Á và Thái Bình Dương. Nhật Bản quyết định thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào Trân Châu Cảng để làm suy yếu hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, từ đó bảo vệ các hành động mở rộng của mình ở khu vực này mà không bị can thiệp. Cuộc tấn công bắt đầu vào sáng sớm ngày 7 tháng 12 năm 1941 khi một đội tàu sân bay của Nhật Bản phóng ra một lực lượng tấn công bao gồm hơn 350 máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay ngư lôi. Cuộc tấn công diễn ra trong hai đợt chính. Đợt tấn công đầu tiên bắt đầu vào khoảng 7 giờ 48 phút sáng, với mục tiêu chính là các tàu chiến và máy bay đậu tại Trân Châu Cảng. Các tàu sân bay như USS Arizona, USS Oklahoma, USS West Virginia và USS California bị tấn công nặng nề. Đợt tấn công thứ hai diễn ra ngay sau đợt đầu tiên, tập trung vào các mục tiêu còn lại, bao gồm các sân bay và các cơ sở hạ tầng quân sự khác. Kết quả là khoảng 2.403 người Mỹ đã thiệt mạng và 1.178 người bị thương. Tổng cộng có 8 thiết giáp hạm, 3 tàu tuần dương và 3 tàu khu trục, cùng với 188 máy bay đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng. Trong số này, tàu chiến USS Arizona bị chìm sâu, gây ra nhiều thương vong nhất. Cuộc tấn công đã dẫn đến việc Hoa Kỳ tuyên chiến với Nhật Bản vào ngày 8 tháng 12 năm 1941, chính thức tham gia vào Thế chiến II. Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã gọi ngày 7 tháng 12 là A Death Which Will Live in Infamy, một ngày sẽ sống mãi trong sự ô nhục. Cuộc tấn công Trân Châu Cảng là một bước ngoặt quan trọng trong Thế chiến II, đánh dấu sự tham gia toàn diện của Hoa Kỳ vào cuộc chiến. Nó cũng dẫn đến sự thay đổi chiến lược của các cường quốc và ảnh hưởng sâu sắc đến cục diện của cuộc chiến trong những năm tiếp theo. Mặc dù Trân Châu Cảng hiện nay không phải là một mối lo ngại trực tiếp cho Trung Quốc, tuy nhiên, ý nghĩa lịch sử và chiến lược của nó có thể mang lại những suy nghĩ và cân nhắc chiến lược cho Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực toàn cầu cũng như tình hình phức tạp tại Biển Đông. Trân Châu Cảng, bài học lịch sử cho Trung Quốc. Như chúng ta đã biết, Trân Châu Cảng nằm ở Hawaii vẫn là một căn cứ hải quân quan trọng của Hoa Kỳ.
Đây là nơi đặt hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và bảo vệ các lợi ích của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương. Trân Châu Cảng là căn cứ của một trong những hạm đội hải quân mạnh nhất thế giới. Khả năng triển khai các tàu sân bay, tàu chiến và tàu ngầm từ Trân Châu Cảng giúp Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở Thái Bình Dương, có thể được sử dụng để răn đe hoặc đối phó với các hành động của Trung Quốc trong khu vực này. Vị trí của Trân Châu Cảng cho phép Mỹ phản ứng nhanh chóng đối với các tình huống khẩn cấp ở Thái Bình Dương. Điều này bao gồm việc bảo vệ các đồng minh và đối tác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines trước các hành động quân sự của Trung Quốc. Đó chính là lý do giải thích cho việc Trân Châu Cảng là nơi tổ chức nhiều cuộc tập trận lớn như cuộc tập trận Dream Park, tập hợp các lực lượng hải quân từ nhiều quốc gia để tập huấn và tăng cường khả năng hợp tác. Những cuộc tập trận này giúp Mỹ cùng các đồng minh của mình chuẩn bị cho các tình huống xung đột tiềm năng, bao gồm cả các tình huống liên quan đến Trung Quốc. Ngoài Trân Châu Cảng, Mỹ có nhiều căn cứ quân sự khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Guam, Nhật Bản và Hàn Quốc. Những căn cứ này, cùng với khả năng triển khai lực lượng từ Trân Châu Cảng, tạo ra một mạng lưới quân sự rộng lớn, có thể đối phó với các động thái của Trung Quốc. Hiện nay, Mỹ tiếp tục nâng cao và triển khai các hệ thống vũ khí tiên tiến ở Thái Bình Dương, bao gồm tên lửa phòng không, hệ thống radar và các công nghệ chiến tranh mạng. Điều này giúp cho Mỹ duy trì ưu thế công nghệ và khả năng chiến đấu trong khu vực. Mặc dù Trân Châu Cảng không phải là một mối đe dọa riêng lẻ đối với Trung Quốc, nhưng nó là một phần quan trọng trong chiến lược quân sự tổng thể của Mỹ ở Thái Bình Dương. Khả năng triển khai và hiện diện quân sự mạnh mẽ từ Trân Châu Cảng cùng với các căn cứ và lực lượng khác trong khu vực giúp Mỹ duy trì sự ổn định và đối phó với các thách thức an ninh cho khu vực, bao gồm cả những thách thức từ Trung Quốc. Vậy Trung Quốc đã học được gì từ cuộc chiến lịch sử ở Trân Châu Cảng? Trận chiến Trân Châu Cảng năm 1941 mang lại nhiều bài học quan trọng mà Trung Quốc có thể đã nghiên cứu và rút ra kinh nghiệm để phát triển chiến lược quân sự và quốc phòng của mình. 1. Tầm quan trọng của tấn công bất ngờ. Trận Trân Châu Cảng là một ví dụ điển hình về lợi thế của một cuộc tấn công bất ngờ. Trung Quốc có thể nhận ra rằng việc giữ bí mật và lên kế hoạch kỹ càng cho một cuộc tấn công có thể làm tê liệt đối phương trước khi họ có thể phản ứng kịp thời. Đặc biệt, cuộc tấn công nhanh chóng và hiệu quả vào các mục tiêu chiến lược có thể làm giảm đáng kể khả năng phản ứng của đối phương. 2. Tầm quan trọng của sự chuẩn bị và hậu cần. Nhật Bản đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng, từ việc huấn luyện phi công, lập kế hoạch tấn công, đến việc điều phối các lực lượng. Trung Quốc có thể rút ra rằng sự chuẩn bị chi tiết và kỹ lưỡng là yếu tố quan trọng để đảm bảo thành công trong các chiến dịch quân sự. Hơn nữa, việc bảo đảm các tuyến hậu cần và nguồn cung cấp là điều cần thiết để duy trì sức mạnh và hiệu quả chiến đấu trong một chiến dịch kéo dài. 3. Tầm quan trọng của hệ thống tình báo và trinh sát. Nhật Bản đã sử dụng tình báo và trinh sát hiệu quả để xác định các mục tiêu chiến lược tại Trân Châu Cảng. Trung Quốc có thể học hỏi về việc tăng cường hệ thống tình báo, giám sát và trinh sát để thu thập thông tin quan trọng về đối phương và lên kế hoạch tấn công chính xác hơn. 4. Hệ lụy của hành động quân sự quy mô lớn. Cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng đã kéo Hoa Kỳ vào Thế chiến II, dẫn đến những hậu quả lớn cho Nhật Bản. Trung Quốc có thể nhận ra rằng các hành động quân sự quy mô lớn có thể dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế và gây ra những hệ lụy không lường trước. Do đó, Trung Quốc cần cân nhắc kỹ lưỡng về các yếu tố địa chính trị và phản ứng quốc tế khi thực hiện các chiến dịch quân sự lớn ở Biển Đông. 5. Sức mạnh hải quân và không quân. Nhật Bản đã phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng hải quân và không quân trong cuộc tấn công Trân Châu Cảng. Trung Quốc có thể rút ra rằng sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng quân sự khác nhau là yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong chiến dịch quân sự. Cho nên, việc Trung Quốc có thể tái hiện được chiến thắng của Nhật Bản ở trận Trân Châu Cảng hay không lại là một vấn đề phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quân sự, chiến lược và địa chính trị. Mặc dù Trung Quốc đã đạt được nhiều tiến bộ trong công nghệ quân sự, bao gồm tàu sân bay, tàu ngầm, tên lửa và máy bay chiến đấu tiên tiến, điều này giúp cho Trung Quốc có khả năng triển khai các cuộc tấn công phức tạp và chính xác, tương tự như cuộc tấn công của Nhật Bản vào năm 1941. Thêm nữa, Trung Quốc đã mở rộng và hiện đại hóa lực lượng hải quân và không quân, giúp tăng cường khả năng tác chiến trên biển và trên không.
Điều này là yếu tố quan trọng để thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn. Chẳng hạn như Trung Quốc đã phát triển và đưa vào hoạt động nhiều tàu sân bay như Liêu Ninh và Sơn Đông, cùng với một hạm đội tàu ngầm hiện đại bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân. Điều này giúp tăng cường khả năng triển khai lực lượng và tấn công tầm xa. Trung Quốc cũng đã phát triển và triển khai nhiều tàu khu trục và tàu chiến hiện đại, được trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến như tên lửa hành trình và tên lửa đối hạm. Mặt khác, Trung Quốc đã phát triển các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 như J-20, giúp tăng cường khả năng tàng hình và tấn công chính xác. Lực lượng không quân Trung Quốc cũng có khả năng tấn công tầm xa với các máy bay ném bom hiện đại như H-6K, được trang bị tên lửa hành trình. Nước này cũng đã sở hữu một kho tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình lớn, bao gồm cả tên lửa DF-21D, được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay, và DF-26 có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển. Chưa kể đến, Trung Quốc cũng đã phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại để bảo vệ các cơ sở quân sự và lãnh thổ của mình trước các cuộc tấn công tiềm năng. Tất cả điều này cho thấy Bắc Kinh có thể thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn. Tuy nhiên, thành hay bại mới là vấn đề. Một yếu tố quan trọng của trận Trân Châu Cảng là yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên hiện nay, sự tiến bộ trong công nghệ giám sát và tình báo làm cho việc giữ bí mật và bất ngờ trở nên khó khăn hơn. Đồng thời, Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc có khả năng phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ trước bất kỳ cuộc tấn công nào từ Trung Quốc. Điều này có thể gây ra một cuộc xung đột rộng lớn và kéo dài. Đặc biệt, các công nghệ giám sát và tình báo tiên tiến của Hoa Kỳ cũng như các đồng minh có thể phát hiện và đối phó với các hoạt động quân sự của Trung Quốc trước khi chúng đạt được mục tiêu. Cho nên, không có yếu tố bất ngờ ở đây. Hơn thế nữa, một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn của Trung Quốc có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, bao gồm các biện pháp trừng phạt kinh tế và cô lập ngoại giao. Những điều này cho thấy, mặc dù Trung Quốc có những khả năng và tiềm lực quân sự để thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn, việc tái hiện chiến thắng của Nhật Bản ở trận Trân Châu Cảng là điều không dễ dàng và có nhiều rủi ro. Các yếu tố hiện đại như công nghệ giám sát, khả năng phản ứng nhanh của Hoa Kỳ và phản ứng quốc tế phức tạp làm cho việc này trở nên rất khó khăn. Nói như vậy không có nghĩa là các nước trong khu vực có thể yên tâm với chiếc ô an ninh từ Mỹ và các đồng minh của họ, mà họ vẫn cần phải hình thành một liên minh để đối phó với đối thủ chung là Trung Quốc. Thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, tài khoản Twitter chính thức của lực lượng vũ trang Philippines thông báo rằng các bài đăng khẳng định hàng trăm tên lửa Javelin của Hoa Kỳ đã được chuyển đến Philippines là không đúng sự thật. Bức ảnh được sử dụng làm bằng chứng thực ra là từ một chuyến giao hàng hợp pháp riêng biệt đến Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và đã bị chỉnh sửa để phù hợp với câu chuyện lừa dối. Nói cách khác, những thỏa thuận bán vũ khí cho Philippines để nước này có thể phòng thủ hoặc tấn công trước Trung Quốc vẫn đang bị treo. Điều này làm suy yếu sức mạnh của Philippines. Có những lý do Mỹ bị chỉ trích vì đã không bảo vệ được Philippines ở Biển Đông. 1. Thiếu phản ứng mạnh mẽ. Dù Mỹ và Philippines có hiệp ước phòng thủ chung, nhưng Mỹ không có những hành động quân sự quyết liệt để bảo vệ Philippines trước những hành động xâm phạm của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều này khiến nhiều người cho rằng Mỹ chưa thực sự cam kết bảo vệ đồng minh của mình trong khu vực. 2. Chiến lược không nhất quán. Chính sách của Mỹ đối với Biển Đông và Trung Quốc luôn không nhất quán. Dưới các chính quyền khác nhau, cách tiếp cận của Mỹ với vấn đề này đã thay đổi. Từ đối đầu mạnh mẽ đến những giai đoạn giảm căng thẳng, làm suy giảm niềm tin của Philippines và các quốc gia trong khu vực vào sự cam kết lâu dài của Mỹ. Vào năm 2012, Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ Philippines sau một cuộc đối đầu căng thẳng. Mỹ đã không can thiệp quân sự để hỗ trợ Philippines, dẫn đến việc Trung Quốc củng cố kiểm soát tại đây và làm suy yếu vị thế của Philippines. 3. Phản ứng sau phán quyết PCA. Năm 2016, Tòa trọng tài thường trực PCA tại The Hague đã phán quyết có lợi cho Philippines bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ không có biện pháp hữu hiệu để đảm bảo Trung Quốc tuân thủ phán quyết này, khiến cho Trung Quốc tiếp tục các hoạt động xây dựng và quân sự hóa ở Biển Đông. 4. Ảnh hưởng từ chính sách xoay trục sang châu Á. Chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ không đạt được hiệu quả mong muốn trong việc kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Sự thiếu hiệu quả này đã dẫn đến chỉ trích rằng Mỹ đã không đủ mạnh mẽ trong việc bảo vệ lợi ích của đồng minh. Những yếu tố trên góp phần làm dấy lên chỉ trích rằng Mỹ không bảo vệ được Philippines trước áp lực và hành động quyết liệt của Trung Quốc ở Biển Đông. Bởi vậy mà chúng ta không thể chỉ trông chờ vào Mỹ, mặc dù phải thừa nhận rằng họ và đồng minh là mạnh mẽ. Hiện nay, hai cuộc tập trận đang được diễn ra ở Biển Đông theo kiểu quan sát, gửi tín hiệu và răn đe nhau. Liệu Hoa Kỳ có tấn công phủ đầu Trung Quốc không? Thực tế, Hoa Kỳ có khả năng thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu nhờ vào lực lượng quân sự mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi một kế hoạch chi tiết và sự đồng thuận từ các cơ quan lập pháp và đồng minh. Các cuộc tấn công phủ đầu thường cần yếu tố bất ngờ, nhưng sự phát triển của công nghệ giám sát và tình báo hiện đại làm cho việc giữ bí mật trở nên khó khăn hơn. Rủi ro lớn nhất của một cuộc tấn công phủ đầu là phản ứng mạnh mẽ và khó lường từ Trung Quốc, bao gồm khả năng phản công quân sự và chiến tranh thông tin. Vào hôm 1 tháng 7, báo cáo đặc biệt của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS cho biết rằng tham vọng mở rộng khả năng thu thập thông tin tình báo toàn cầu của Trung Quốc đã đưa nước này đến ngưỡng cửa của Hoa Kỳ. Trong một tiết lộ gây sốc vào năm ngoái, các quan chức chính quyền Biden đã tiết lộ rằng Trung Quốc có quyền truy cập vào nhiều cơ sở gián điệp ở Cuba, trong khi các hoạt động của Trung Quốc trên hòn đảo này vẫn được giữ bí mật. Hình ảnh vệ tinh do CSIS phân tích đã cung cấp đánh giá mới nhất và toàn diện nhất về nơi mà Trung Quốc có khả năng hoạt động nhiều nhất. Điều này nhấn mạnh một vấn đề. Trong khi Hoa Kỳ có khả năng quân sự để thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu vào Trung Quốc, thì các rủi ro và hậu quả kinh tế, chính trị và nhân đạo lớn làm cho việc này trở nên rất phức tạp và khó khăn. Do đó, cả hai bên đều có động cơ mạnh mẽ để tránh xung đột quân sự, cũng như tìm kiếm các giải pháp hòa bình và ngoại giao để giải quyết các tranh chấp. Cho nên, sự đối đầu trong quan hệ Mỹ-Trung hiện nay đang dừng lại ở trò chơi mèo vờn chuột. Nó chưa thực sự nghiêm túc để răn đe. Mỹ cần đưa ra những cú đánh mạnh mẽ và chính xác hơn nữa để buộc Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế, trở thành một cường quốc toàn cầu có trách nhiệm, chứ không thể chỉ biết sử dụng luật rừng. Muốn làm được điều này, chúng ta còn phải xem ai sẽ là người lãnh đạo nước Mỹ, tầm nhìn chiến lược của vị lãnh đạo đó như thế nào, phải không quý vị?